Xin chào mọi người nhé. Hôm nay rất là vui được review đến mọi người khu công nghiệp Đồng Văn 4. Khu công nghiệp Đồng Văn 4 thì thuộc xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Và cái video này em sẽ quay dùng flycam quay ở trên cao để cho mọi người nhìn thấy một cái góc nhìn toàn cảnh về khu công nghiệp Đồng Văn 4 này nhé. Thì khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì xung quanh là ba xã là xã Đại Cương này, xã Nhật Tựu và xã Nhật Tân là bao quanh khu công nghiệp Đồng Văn 4 này nhé mọi người. Từ khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì mọi người đi ra đường quốc lộ 1A chỉ tầm khoảng 2 km, và khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì nằm song hành với đường quốc lộ 38A. Bên quốc lộ 38 thì có quốc lộ 38 cũ và quốc lộ 38A mới. Thì quốc lộ 38 mới này thì đi qua khu công nghiệp Đồng Văn 4 này luôn và cũng nối tiếp đến Chợ Dầu. Đấy. Trong khu công nghiệp này thì mặt đường có hai cổng chính này, một cổng là nằm với đường quốc lộ 38 và một cổng thứ hai là nằm với đường quốc lộ 1, gọi là đường Tránh Phủ Lý đấy. Em gọi là đường Tránh Phủ Lý là đúng hơn. Thì nó có hai cổng nhé. Và trong khu công nghiệp này thì cũng có một khu đô thị là khu đô thị Vingadasara, chủ đầu tư là Vingadasara luôn mọi người nhé. Đấy, khu đô thị đấy thì dành cho có cả những cái căn chung cư mini, những căn nhà xã hội dành cho công nhân viên làm việc ở trong khu công nghiệp này. Đấy, thì bây giờ em đang quay flycam này là ở bên trên bên trái này là công ty Rayontech, là công ty cũng rất là to. Về khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì các công ty đa phần là làm về công nghệ cao mọi người nhé, sản xuất công nghệ cao. Đấy, một số công ty thì làm gia công các sản phẩm cho Xiaomi này, các sản phẩm cho làm hộp, cũng một số công ty là làm hộp cho iPhone. Đấy, và cũng rất nhiều các công ty khác, có công ty làm thịt này, các công ty làm gia công sản phẩm như cái loa Bluetooth cho các hãng, làm cho Anker này, làm cho một số hãng JBL. Đấy, rất là nhiều, đa phần là làm công nghệ cao. Thì trong này trước mặt đây là mọi người thấy là một khu xử lý nước thải của khu công nghiệp Đồng Văn 4 nhé. Và ở trong khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì cũng có, trước đây thì là lịch sử của nó là như này. Lịch sử của khu công nghiệp Đồng Văn 4 là trước đây thì tất cả đây đều là cánh đồng hết đấy mọi người. Thế đây là cánh đồng hết đấy. Thì từ năm 2018 là bắt đầu, đúng không? 2017, 18 thì là bắt đầu là san lấp mặt bằng. San lấp mặt bằng thì rất là nhanh, khi mà đến 2019 thôi là bắt đầu đã có công ty bắt đầu xây dựng rồi. Trước đây nó là đồng đồng ruộng hết. Thì nhà ông ngoại em, nhà bố vợ ấy, thì là nằm ngay cạnh khu công nghiệp này luôn, và đất của bố vợ em thì cũng bị khu công nghiệp này lấy luôn, đất ruộng mà. Đấy, thì khu công nghiệp này từ khi mà ra thì đã giải quyết được rất là nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương cũng như là các người lao động ở các nơi về. Và khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì theo em thống kê thì đa phần là công nhân lao động, thì đa phần là ở trên vùng cao xuống. Đấy, ví dụ như các tỉnh Yên Bái là Hà Giang này, Tuyên Quang về rất là nhiều. Đấy, thì họ cũng cũng lượng công nhân cũng rất là đông. Có những công ty như công ty An Nam này, đấy, công ty Quisida này, MC này, cái lượng công nhân đến 4 4.000 5.000 công nhân đấy, thì là còn chưa hết dây chuyền sản xuất của họ nữa nhá. Kịch của họ phải đến hơn 10.000 công nhân cơ. Nhưng bây giờ mọi người cũng thấy là nền kinh tế thì nó cũng đang đi xuống. Và hiện tại bây giờ thì các công ty đây cũng đang trong quá trình ổn định rồi nhé. Mọi người để ý là cái tầm khoảng đầu năm nay này. Đầu năm nay là các công ty là nhiều công ty không có việc, như công ty bà ngoại em là công ty Rayson Tech ấy, là gia công tai nghe cho Xiaomi, là có những lúc còn không có việc để mà làm. Đấy, nhưng bây giờ thì công việc cũng đã rất là ổn định rồi. Đấy, toàn cảnh trên cao mọi người có thể thấy luôn là khu công nghiệp này nó to như thế nào. Và trong tương lai thì theo em được biết là cũng có thể là khu công nghiệp Đồng Văn 4 này cũng có thể là họ sẽ mở rộng thêm ra đấy. Tại vì bây giờ như là khu công nghiệp Đồng Văn 1, Đồng Văn 2 là họ cũng đang mở rộng ra, Đồng Văn 3 thì cũng đang mở rộng ra nhé. Đấy, thường thường các công ty này khi mà đã ra thì cái đất ở khu công nghiệp này là cũng tỷ lệ lấp đầy, mọi người có thể thấy là khá cao rồi, tỷ lệ lấp đầy khá là cao rồi. Công ty xây dựng nhà xưởng thì nó cũng nhanh, trong này có Quisida, người ta xây dựng hơn 2 năm là cũng đã xong rồi. Công ty trước mặt chúng ta đây là công ty Quisida nhé, rất là to. Công ty Quisida thì làm cũng làm hàng công nghệ cao, đều là các công ty công nghệ cao hết, cho nên là khu công nghiệp Đồng Văn 4 này được coi là một trong những cái khu công nghiệp là sạch sẽ nhất ở trong cái bảng nhé, sạch sẽ nhất. Thì thường ví dụ ngày xưa là khu công nghiệp Đồng Văn 1 ấy, thì là họ làm về công nghiệp nặng nhiều, là làm vải này, nhuộm vải này,
xong là các công ty cám cỏ, công ty luyện gang, luyện thép đấy, thì những cái công ty đấy là rất là bụi bặm, rất là gây ô nhiễm môi trường. Thì bây giờ người ta cũng đã giải tỏa đi hết rồi. Đấy thì khu công nghiệp đóng bốn này thì hoàn toàn là công ty công nghệ cao, tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm. Đấy thì trong đối diện với khu công nghiệp Đồng Văn 4 này thì là sẽ có khu đô thị Đại Cương và khu đô thị Hanover Park 1, Hanover Park 2. Khu đô thị Đại Cương thì có địa thế đẹp hơn là vì là nhìn thẳng từ cái trục đường chính này ra, là đây trục đường đôi mình nhìn thẳng ra là vào khu công nghiệp Đại Cương luôn, mọi người có thể thấy luôn ở trước mắt nhé. Và Hanover Park 1, 2 thì nó nằm chích về một chút về phía bên phải. Thế thì hiện nay thì khu đô thị này cũng có rất là nhiều các cửa hàng kinh doanh, họ là kinh doanh rất là sầm uất. Tại vì là mọi người biết rồi đấy, khi mọi người đầu tư về thì em cũng là môi giới mà, và vợ em cũng là môi giới còn trước của em, thì thường thường mọi người hay quan tâm đến là các bất động sản nằm ngay với khu công nghiệp thì sẽ có lợi thế, là thứ nhất là cái nguồn khách là rất là dồi dào đấy. Cái thứ hai là đất ở đấy thì sẽ luôn luôn là tăng giá, ví dụ như mình đầu tư thế thì đất ở đấy sẽ luôn luôn là tăng giá, ít khi nào mà nó lại chững hoặc là giảm giá. Đỉnh điểm như mọi người có thể thấy là khi mà nhà nước mình tăng lãi suất đấy, đất thì gọi là cái thời kỳ ngộp giá đấy, thì ở trong đây nó cũng không ngộp giá đáng kể đâu đấy, cũng không không đến nỗi là giảm quá sâu, tại vì giá nó về khu công nghiệp thì lúc nào nó có một cái giá chung rất là ổn định, nó không bị sâu như những cái vùng khác. Em thấy đợt trước có những người ở Vĩnh Phúc này đầu tư xong là cuối cùng bị lỗ đến 40% giá trị đất, quá là cao đúng không? Đấy, trong khu công nghiệp này thì Đồng Văn 4 này thì dân cư là rất là đông này, dân cư là của xã Đại Cương này đấy, và xã Nhật Tân và Nhật Tịnh là ba xã có cái mật độ dân cư rất là đông. Sau này thì khi mà công nhân về thì lại còn đông hơn nữa, tại vì có thêm một lực lượng rất là đông, nhà nghỉ nhà nhà trọ này, dãy trọ làm rất là ok. À, trước mặt chúng ta đây là khu đô thị Đại Cương và bên phải là Hanover Park 1 và Hanover Park 2. Đấy, mà mọi người có thấy những cái tòa nhà chung cư kìa, là những cái căn chung cư mini và nhà ở xã hội của khu Vigra nhé. Đấy, họ cũng có rất là nhiều những cái ô liền kề bán cho dân bình thường. Đấy, còn nguyên cái khu các dãy liền kề này và shop house thì người dân bình thường mình có thể mua được hết. Thế nhưng mà khu nhà nhà ở xã hội này và chung cư mini thì là chỉ bán nguyên cho công nhân viên ở trong đây thôi nhá. Và 5 năm, họ quy định là 5 năm mới bắt đầu mua được. Đấy, trước mặt chúng ta những cái tòa mái đỏ kia là trường cấp 1, trường cấp 2 của Đại Cương và khu đấu giá của lại xã Đại Cương mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy toàn cảnh khu công nghiệp này rất là to. Mọi người hơi thông cảm cho em chút xíu, tại vì là khi quay flycam ở trên khu công nghiệp này, nó lúc em quay là nó cũng bị mất sóng mấy lần đấy, thế là cho nên có những cái đoạn là nó hơi khựng một chút thì mọi người thông cảm ha. Đấy thì em quay chỗ này nó cũng bị mất sóng mấy lần cho nên nó cũng hơi ghê. Đấy, ví dụ như em quay có gì sai sót thì mọi người thông cảm cho em nha. Đấy, trước mặt chúng ta đây là đường Tránh Phủ Lý này. Đấy, và một đường đây là đường Cổng Phụ nhé. Và các tòa bên ngoài kia là dãy shop house này, chung cư mini này, nhà xã hội luôn. Và khu đô thị của Vigra, họ cũng làm cảnh quan rất là đẹp. À, trong này thì em cũng có 4 5 lô đất ấy, vị trí rất là đẹp. Có những lô góc này, đấy, lô giá rẻ em cũng có nhé mọi người. Và giá cái trung bình là tầm khoảng 17 triệu đến 19 triệu một lô. Đấy, có những cái lô đẹp thì sẽ cao hơn, có những cái căn shop house thì tầm 3 tỷ 7. 3 tỷ đến 3 tỷ 7 những căn shop house mọi người nhé, shop house 5 tầng. Đấy, trước mặt chúng ta là khu dân cư của xã Nhật Tịu này, và đi thẳng cái đường dãy shop house này ra là chúng ta sẽ ra đường quốc lộ 1A nhé. Vòng xuyến rất là đẹp ở trong khu này. Khu Vigra này thì họ đất thì họ bán hết rồi. Đấy, thì hầu như là những người người ta đầu tư nhiều. Trên đây thì mọi người có thể thấy là cũng chỉ có rất ít người người ta ra đây người ta ở thôi. Đấy là những nhu cầu thật. Đấy, còn đa phần là họ khách của em thấy họ đầu tư là nhiều mà, chứ còn thực tế ở thì ở Hà Nam mình cũng đâu có thiếu đất đâu. Đấy, những khách đa phần là khách ở Hà Nội này, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình về đây đầu tư rất là nhiều. Đặc điểm hôm trước em bạn có bán cho một khách ở trong Hà Tĩnh, người ta ở Hà Tĩnh người ta ra đây người ta đầu tư đấy. Đây là hôm nay hỏi hai anh đấy là tại sao anh ở xa thế mà anh lại đi đầu tư tiếp ở Hà Nam này. Thì anh bảo là anh là dân đầu tư thì đây ở đâu có lợi nhuận là anh đi hết mà. Hay phết. Đấy nha mọi người, cái video này thì em quay toàn cảnh khu Vigra. Đấy, mọi người có tìm hiểu thêm thì thông tin gì thì mọi người liên hệ với em theo số điện thoại ấm ghim dưới.